100k ăn sập khu chợ đêm nổi tiếng Việt Nam. 100k không no không về. Ẩm thực Việt Nam thì khỏi phải bàn rồi. Đến ngay cả những vị khách Tây, các idol hay cả những chính khách nổi tiếng cũng từng trầm trồ và mê như điếu đổ đồ ăn Việt. Và không chỉ nổi tiếng là ngon, đồ Việt còn được lăng xê khá là rẻ. Thậm chí có thể ăn sập đến mức lăn về nhà nhưng vẫn không hề hao ví. Vậy các bạn nghĩ sao nếu trong ví chỉ còn 100k? Ăn gì với 100k bây giờ nhỉ? Ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình lượn lờ những khu chợ đêm nổi đình nổi đám Việt Nam để xem 100k thì chúng ta có thể no căng bụng được không nhé. Đừng quên trước đó hãy like, share video và subscribe kênh Top 1 Khám Phá để không bỏ lỡ video mỗi ngày của chúng mình nha. Chợ đêm Đà Lạt. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với Đà Lạt mộng mơ. Nói về cảnh quan thì thú thật, Đà Lạt là địa điểm check-in vô cùng thu hút, thiên nhiên bao phủ, khí hậu vô cùng trong lành dễ chịu. Tuy nhiên không chỉ có vậy, Đà Lạt thậm chí còn bỏ bùa khách du lịch bằng những món ăn vặt với giá cả vô cùng phải chăng. Vậy với 100k thì các bạn sẽ ăn được gì ở Đà Lạt đây? Món đầu tiên có thể nhiều bạn chưa biết đó là món bánh ướt trồng. Nghe tên đã thấy lạ lẫm rồi đúng không? Đây được xem là món ăn làm mưa làm gió ở Đà Lạt mà ai đến đây cũng đều ghé vào thưởng thức. Theo mình tìm hiểu được thì bánh ướt trồng được làm bằng bột gạo xay tươi. Khách ăn đến đâu thì đầu bếp sẽ đổ đến đó nên giữ được độ nóng và dẻo của bánh. Đấy, xong rồi khách ăn xong đến đâu thì cứ xếp đĩa chồng lên nhau như vậy. Có lẽ nào cách ăn này chính là nguồn gốc của cái tên bánh ướt trồng hay không nhỉ? Chưa kể là giá cũng siêu rẻ, chỉ từ 2-5 nghìn một cái. Đã vậy còn được ăn kèm với nhân thịt nướng, chả lụa, nem chua các kiểu nữa. Ôi, chưa ăn mà đã thấy thèm rỏ rãi rồi đấy các bạn ơi. Các bạn nhìn xem phản ứng khi ăn món bánh ướt trồng của hai anh Tây này đi. Man, it's such a perfect. This is why you need to control the thickness of it because when you roll it, perfect. Dù đây không phải Đà Lạt, nhưng theo anh Tây chia sẻ thì bởi từ hồi nhỏ ở Đà Lạt ăn rất nhiều rồi nên vì quá mê nên dù có đang ở Sài Gòn thì các anh cũng phải tìm bằng được để ăn. Tiếp theo là món bánh tráng nướng, loại bánh nổi tiếng nhất ở Đà Lạt. Có thể nói đây là món siêu phổ biến ở rất nhiều nơi tại Việt Nam. Thế nhưng Đà Lạt lại được xem là quê hương của nó. Chỉ với 20k thì chúng ta có thể sở hữu một chiếc bánh tráng nướng vàng rộm, thơm ngon như này ở Đà Lạt. Anh em có ai ghiền món này giống Top 1 chúng mình không nhỉ? Kiểu chỉ cần trời se một tí thì phải ăn liền. Được cái là mình cũng chưa được thưởng thức ở Đà Lạt, nên cũng không rõ có khác nhiều so với ở Hà Nội hay không. Với giá 20k thì đây quả thực là món ăn đường phố hấp dẫn và đáng thưởng thức mà đúng không? Tiếp theo đấy chính là món thịt xiên. Thịt xiên thì đâu đâu cũng có, nhưng đã đến Đà Lạt thì nghe đồn cứ phải chụp xiên mới bỏ. Xiên nướng ở Đà Lạt thì có đủ loại từ xúc xích ngon ngọt, rau củ quả, hồ lô béo ngậy đến các xiên hải sản. Tất cả đều được tẩm ướp đậm đà và có giá từ 10.000 tới 25.000 đồng trên một xiên, tùy loại. Tim khoai lang hay bắp nướng thì nhất định sẽ không thất vọng nếu đến Đà Lạt đâu nha. Với giá khoảng 13.000 đồng trên một phần thì món ăn này cũng xứng đáng để thử nếu muốn giữ ấm cơ thể khi đi lang thang khám phá vẻ đẹp Đà Lạt về đêm. Anh em biết món gì đây không nhỉ? Có bạn nào ở đây ăn món này chưa thì nhớ comment cái tên dùng Top 1 chúng mình nhé. Vâng, chính xác, đó là món bánh cuốn ống lá dứa. Món ăn này được làm từ các nguyên liệu đơn giản bao gồm gạo nếp, dừa nạo, đậu xanh, đường cát, sau đó được người làm bánh khéo léo cuộn bánh thành hình ống, có vỏ mỏng và thơm mùi lá dứa. Ngon mọi người, nó ngọt mà nó nóng và nó lạnh, thơm vừa ăn nó cũng ngọt. À thì cũng Top 1 tìm hiểu, chứ bảo mình review thì mình cũng không biết, tại chưa được thử bao giờ. Ở đây có bạn nào ăn rồi thì cảm nhận ra sao nhớ để lại comment nhé. Ngoài ra thì phần nhân được làm từ dừa sợi, kết hợp lại khi ăn với bánh sẽ có vị béo thơm của dừa nạo và vị ngọt bùi bùi của đậu xanh. Bánh chỉ có giá 10.000 đồng một chiếc. Nhưng mà ăn nắm tinh bột các kiểu rồi, nếu mà có hơi ngấy thì chén ngay một hũ sữa chua phô mai giải ngấy đêm khuya. Wow, nhìn lớp phô mai béo ngậy, mềm mềm, núng na núng nính như này thì không mê sao cho được. Được cái giá cũng rất là ổn áp, một hũ chỉ 10 cành, bao ngon, bao mát ruột, tráng miệng thế này thì quá được rồi còn gì nữa. Ai chà chà, mà còn có cả kem bơ nữa. Món này đúng là món tủ của Top 1 chúng mình luôn. Mất tầm từ 15 tới 25k là đã có một cốc kem bơ siêu tê tái rồi.
ơi, một món nữa được không? Một món siêu Đà Lạt khác nữa được các anh em khuyến cáo rằng không nên bỏ qua nếu đến chợ đêm Đà Lạt, đó chính là dâu lắc giá chỉ 10 cành. Nghe đồn cứ ăn một lần là nhớ mãi. Anh em nào thử qua rồi thì chấm review nhẹ xương xương cho chúng mình cùng biết với nhé. Hoặc không thì 10k cũng có thể ghé ngay quầy sữa đậu nành làm một cốc cho nó ấm bụng. Nhìn quen quen, nghĩ đâu cũng có nên không muốn thử. Nhưng mình nghĩ nếu được nhâm nhi cốc đậu nành ở thành phố mộng mơ Đà Lạt thì cảm giác có thể sẽ rất khác đấy. Các bạn thấy sao nhỉ? Có ai ở đây từng được ghé chợ đêm Đà Lạt hay chưa? Nếu rồi thì đừng quên để lại comment. Các bạn quậy banh nóc ở chợ đêm Đà Lạt với ngân sách bao nhiêu nhé? Và tiếp theo, một khu chợ đêm cũng cực kỳ nổi tiếng ở miền núi phía Bắc. Các bạn đoán xem đó là ở đâu? Chợ đêm Đồng Văn. Vâng, chính là chợ đêm Đồng Văn ở Hà Giang. Có anh em nào ở đây mê Hà Giang không nhỉ? Dám cá là 10 người thì cũng có tới 9 người mê thiên nhiên Hà Giang rồi. Thế nhưng đi Hà Giang chơi mà không dành một đêm ở phố cổ Đồng Văn thì quả là một thiếu sót vô cùng lớn, bởi ở đây có vô vàn món ngon độc lạ. Hãy cùng xem 100k thì có thể làm nên chuyện gì khi ghé chợ Đồng Văn nhé. Món đầu tiên mà top 1 chúng mình xin giới thiệu với đông đảo anh em đó chính là món cháo ấu tẩu. Món này được nấu với thịt băm và củ ấu tẩu. Nhiều bạn nghe đến đây có vẻ tò mò vì không biết đó là cái củ gì. Top 1 thì cũng không biết củ này, nhưng nghe nói đó là một loại thảo dược nên ăn rất tốt cho sức khỏe. Mà quan trọng là nó ngon các bạn ạ. Top 1 thì từng có dịp ghé chợ Đồng Văn và ăn món này rồi thì thấy rất là hợp khẩu vị. Giá thì chỉ tầm 30k một bát. Cũng gọi là khá rẻ so với một bát to ú ụ thế này mà đúng không? Một đặc sản của Hà Giang nữa mà mình cũng từng thử qua đó chính là mèn mén. Được làm từ những hạt ngô được người dân phơi trên những hiên nhà hay gác bếp. Vị thì khá là bùi bùi ngọt ngọt, ăn vào có hơi khô một chút nhưng cũng gọi là ổn. Giá thì tầm từ 18-20k một bát. Vậy là xương xương cũng còn 50k. Hay là mình thử ngay món thắng rền có giá khoảng 20k nhỉ? Món này thì top 1 chưa được dịp thử qua, nhưng nghe đồn cũng là khá ngon. Không biết là các bạn thấy sao chứ top 1 nhìn qua lại tưởng bánh trôi, trông giống mà đúng không? Đã là món quốc dân thì chắc chắn rồi, chợ đêm Đồng Văn không thể thiếu những gánh hàng bán bắp nướng và xiên nướng. Giá thì chỉ từ 10-20k, vừa ăn vừa nghe cô bán hàng trò chuyện. Một mình thì là một bắp, thêm một xiên nữa cũng no quá trời no. Nãy giờ đếm xương xương là cũng thấy gần hết 100k rồi đấy. Các bạn có biết món nào ngon ở chợ đêm Đồng Văn nữa thì nhớ chia sẻ ngay xuống dưới phần bình luận nhé. Để top 1 và anh em còn biết đâu sắp tới có chuyến du hí Hà Giang thì tụi mình còn thử chứ. Và ngoài những món ăn thơm ngon mà top 1 chúng mình vừa chia sẻ thì khu phố cổ Đồng Văn còn có các quán cà phê, các hoạt động đốt lửa trại và nhảy múa theo các điệu nhảy người đồng bào. Vừa được ăn ngon lại được mãn nhãn con mắt thì tội gì đúng không? Và tiếp theo cũng là một chợ đêm nổi tiếng ở khu vực miền núi phía Bắc, cách khoảng hơn 200 cây số. Chợ này nghe đồn còn đông và nổi hơn cả chợ Đồng Văn đấy. Chợ đêm Sapa. Tương tự như Hà Giang, đi Sapa thì sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không ghé thăm chợ đêm Sapa. Về tổng quan, chợ đêm Sapa khá là hoành tráng với một cổng chào lớn. Càng đi vào trong thì sẽ thấy chợ đêm Sapa gồm rất nhiều các gian hàng được ngăn thành các khung hình vuông, được răng lều bạt và trải đều hai bên lối đi vô cùng sáng sủa. Và với hầu bao 100k thì liệu chúng ta sẽ ăn được gì ở chợ đêm Sapa đây? Tới Sapa thì đi đâu cũng bán cơm lam, giá thì dao động từ 10-30k. Kể mà đi vài ba người thì mua 1-2 ống là ăn cũng bao no rồi, nên là chia ra thì cũng không đắt đâu. Tiếp đến là xiên nướng. Riêng về xiên nướng ở Sapa thì có lẽ phải tựa như mây trời, vì các quầy bán xiên nhiều vô kể, tất cả đều san sát nhau. Đếm sơ sơ đâu đó, cũng phải có hơn 20 loại xiên nướng khác nhau, có rau củ đủ các loại ăn kèm. Tiếp theo thì chúng ta hãy đến với món bánh hạt dẻ nướng, giá chỉ từ 8-10k. Đang đói mà được chiếc như này thì huyết áp có tụt đến đâu cũng phải lên nhá. À đây, bánh này bánh gì thì nhiều bạn chắc chắn đã biết, đó là bánh trẻ lam. 10k xứng đáng cho một trải nghiệm dai dai dẻo dẻo mềm mềm. Nhìn thôi cũng đã muốn thử rồi. Nhưng mà lên Sapa dù có rét đến đâu cũng đừng kìm chế lại cái vụ trải nghiệm kem ở đây các bạn nhá. Một hũ thế này tầm 30k to chả bá. Top 1 từng được thử qua rồi, bao phê luôn các bạn ạ. Tiếp theo là bánh tráng nướng phiên bản miền núi phía Bắc. Nghe đồn bánh thì cũng bình thường, cơ mà nước chấm đặc trưng trên đó thì không đâu có được, nên là cũng đáng thử đấy nha. Không biết các bạn còn biết thêm món nào vừa ngon vừa rẻ ở chợ đêm Sapa nữa thì nhớ comment chia sẻ ngay, để nếu có dịp lên đó thì tụi mình cũng sẽ thử và review sau nhé.
chợ đêm Quy Nhơn. Một điều bất di bất dịch đó là khi đi du lịch ở bất kỳ đâu, chỉ cần nghe đến đi chợ đêm thôi là chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc thưởng thức ẩm thực về đêm đúng không nào? Vậy 100k sẽ ăn được gì ở chợ đêm Quy Nhơn nhỉ? Đầu đầu cũng thấy đồ ăn với thức uống, tha hồ mà lựa chọn cho mình món ngon yêu thích. Nhìn cái cảnh đồ ăn nóng hổi mời gọi thế này thì kìm sao nổi nước miếng. Đặc biệt các món ăn đều có mức giá siêu hạt rẻ nên có thể thỏa thích thưởng thức mà không cần nhìn giá. Tiếp tục lại là một món ăn quốc dân, nhưng mình tin là mỗi nơi sẽ có những hương vị đặc trưng, đó chính là xiên que nướng. Đi chợ đêm mà có vài xiên que thịt nướng thì còn gì sánh bằng đúng không? Tương tự như nhiều khu chợ đêm khác, chợ đêm Quy Nhơn có vô vàn các hàng quán bán xiên que nướng mà các bạn nên thử. Vừa rẻ vừa chất lượng thế này thì tội gì không ăn đúng không nhỉ? Và nếu các bạn là tín đồ của bánh tráng nướng hay là bánh kẹp thì chợ đêm Quy Nhơn cũng có đầy đủ combo. Giá thì khoảng từ 10.000 tới 15.000 đồng, nhưng chất lượng thì vô cùng. Và đừng quên nhớ là phải thưởng thức thêm món trứng nướng thập cẩm và trứng nướng nghêu thường được bán kèm tại các quán. Các bạn nhìn mà xem, ngoài xiên thịt nướng ra thì ở đây cũng có thêm các hàng quán với vô vàn những loại xiên khác nhau như này. Ở Hà Nội thì gọi là xiên bẩn, thế còn ở Quy Nhơn các bạn gọi là gì nhỉ? Thử comment cho top 1 chúng mình biết với nhé! Một món ăn quốc dân trong buổi tối ở Quy Nhơn mà các bạn không được bỏ qua đó chính là hủ tiếu. Món ăn bình dân quen thuộc nhưng rất đáng để thử và lấp đầy chiếc dạ dày sau nhiều giờ đi bộ trải nghiệm khám phá. Một bát hủ tiếu ở đây thì có đầy đủ chả lụa kèm thịt heo béo ngậy, hòa quyện cùng nước leo hầm từ xương béo ngậy. Ngoài ra thì còn có thể gọi thêm đĩa rau sống hoặc bát tóp mỡ béo ngậy để ăn cùng. Còn đây, dành cho team mê ốc với 1001 các loại ốc không thể không thử khi đến khu chợ đêm này. Đến đây thì các bạn đã thấy no bụng chưa nhỉ? Quả thật, chỉ từ 10k một món và trong tay cầm 100k thì bất kỳ ai cũng có thể ăn sập cả chợ đêm Quy Nhơn rồi. Chợ đêm Bãi Cát Cần Thơ. Nói về độ phủ sóng, có lẽ chợ đêm Bãi Cát ở Cần Thơ có độ phủ sóng ít hơn một chút. Nói cách khác, chợ đêm Bãi Cát cũng được ít quảng bá hơn. Tuy nhiên, ít phủ sóng hơn không có nghĩa là không có gì hấp dẫn. Vừa hay chúng ta cũng đang có vỏn vẹn 100k, vậy thì ăn gì bây giờ đây? Đầu tiên có thể kể đến quán Thái Nướng ở khu chợ đêm Bãi Cát nổi tiếng với thực đơn phong phú, đặc biệt là các món hải sản như tôm, cua, ốc, giá thành dao động chỉ khoảng từ 10 tới 65k. Nếu chưa no thì anh em có thể chào ếch, giá khoảng 38.000 đồng một phần. Hoặc không thì có thể ghé ngay quán ăn vặt này để thưởng thức các loại đồ ăn nhẹ kiểu như hút lộn phủ tuyết, bánh tráng tô, mì kim chi, rong biển trà bông, rong biển cháy tỏi, nui chiên trứng, da heo cháy tỏi, cá viên, trứng cút lắc, vân vân và mây mây. Nhắc tới thôi mà đã thèm rõ rãi rồi đây này. Cho tới những món giải khát như là soda, trà đào, trà vải, trà sữa, trà ô long. Tất cả các món đều dưới 50.000 đồng. Tha hồ cùng đám bạn ngồi nhâm nhi nhá. Và vừa rồi là những bí kíp giúp chúng ta chinh phục khu chợ đêm Bãi Cát Cần Thơ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được hòa mình vào nhịp sống về đêm trên sông nước đúng không nào? Chợ đêm Cát Bi, Hải Phòng. Không phải tự nhiên mà chợ Cát Bi, Hải Phòng được mệnh danh là thiên đường ẩm thực. Thậm chí, ngay chính giữa khu ăn uống của chợ này còn treo một tấm biển bự chảng ghi rất rõ chợ Cát Bi, thiên đường quả vặt. Quả thật, khu chợ này có tới vô vàn món ăn vặt, chẳng khác nào một thiên đường ăn uống cả. Và điều quan trọng hơn nữa đó là giá của các món ở đây đều rất rẻ. Chỉ từ 5k là bạn đã mua được một món rồi. Thế nên, thử thách cầm 100k ăn sập chợ Cát Bi cũng không hề khó thực hiện đâu. Đầu tiên, hãy mở màn cho chiếc dạ dày đói bằng chiếc dồi sụn tròn ú ụ này. Khi cơn sốt dồi sụn từng một thời là mưa làm gió ở Hà Nội thì Hải Phòng cũng không ngoại lệ. Phải nói, dồi sụn ở đây siêu ngon các bạn ạ. Mà ngon nhất là khi ăn nóng, đảm bảo nhiều bạn sẽ không thể cầm lòng được nếu ăn có một chiếc thôi đâu. Ấy thế nhưng khoan, để dành bụng để đá thêm món giá bể xào cái đã. Món này được xem là đặc sản của Hải Phòng mà ai đến đây cũng nên thử vì ăn dai dai rất lạ miệng. Mỗi bát có giá khoảng 10k, vừa nhẹ tiền lại nhẹ bụng để anh em có thể đi tiếp ăn những món khác. Tiếp theo đó là bánh bèo. Bánh bèo Hải Phòng thì không giống như những nơi khác. Bánh được đặt trong lá chuối với nhân thịt băm và mộc nhĩ, chấm vào nước mắm pha rất vừa vặn. Và ở đây thì bánh bèo được bán với giá 10k trên một cặp. Cũng khá là mềm và đáng thử mà đúng không? Bạn nào đến chợ Cát Bi rồi có biết đây là món gì không nhỉ?
Vâng, chính là món bánh sắn với nguyên liệu chính là củ sắn, có thêm chút hương vị là nước cốt dừa cùng với dừa nạo phủ bên ngoài. Và chỉ từ 5k tới 10k tùy nhu cầu là cô bán hàng đã khiến cho vị giác của chúng ta thỏa mãn rồi. Fan cứng của gà Tần thì nhớ phải dùng thử ngay nhé, bởi gà Tần có 15k thì có lẽ không phải đâu cũng bán. Tiếp đến là bì bò 25k một lạng vừa đủ ăn cho một người. Món này thì thật sự lạ và đáng ăn khi đến chợ Cát Bi. Ngoài cách chấm và ăn trực tiếp thì anh em có thể cuộn với rau sống. Top 1 đã may mắn được thử món này rồi. Riêng mình thấy 10 điểm không có nhưng. Nói đến Hải Phòng là phải nói đến thạch găng 5k một cốc. Đây cũng là một món ăn nổi tiếng và quen thuộc của Hải Phòng. Một gợi ý không tồi sau khi đã chè chén no say đủ món ngon ở khu chợ ẩm thực đình đám này. Và ngoài ra thì chợ Cát Bi còn rất rất nhiều món khác đáng để thử. Nếu có tâm hồn ăn uống và đang vô cùng hào hứng thì các bạn hãy tự mình trải nghiệm. Và nếu có thể thì hãy thực hiện thử thách cầm 100k đi ăn sập chợ Cát Bi xem sao nhé. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau cầm 100 cành vi vu với rất nhiều khu chợ đêm ẩm thực ở Việt Nam. Không biết là trong danh sách trên, các bạn đã từng check-in địa điểm nào rồi thì nhớ chia sẻ những món ăn ngon, bổ, rẻ mà các bạn mê nhất xuống dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên, nếu yêu thích chủ đề ngày hôm nay thì nhớ để lại yêu cầu để chúng mình có động lực làm thêm video, bởi Việt Nam chúng ta còn vô vàn nhiều khu chợ độc đáo khác. Tiếp đó thì nhớ ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!